Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Hàn Lằn Grill. Không biết là mình tắt cái cánh chưa nữa, tại vì mới tải lại vào tuần trước xong cũng chưa có sờ mó nhiều. Hình như mấy cái bạn này hồi nãy là mình gặp này. And chose the can are you? No, nãy tôi chơi Joseph DM nhưng mà kiểu mấy bạn này chơi kiểu đi tự sát hay gì á, ra cho mình đánh thì mình cũng chán. Bây giờ đổi Hàn Lằn, tự nhiên trận đấu này gặp lại, trời ơi, chui xỉu. Nhưng mà trận này mình đổi sang Hàn Lằn chơi, nhưng chơi Joseph nữa, công viên ánh trăng, ai rảnh. Nghĩ sao công viên ánh trăng mà cầm Joseph, rộng trà bá, xong còn thêm nữ chủ tế nữa. Mệt. Không hiểu sao nãy mình vuốt cái màn hình kiểu gì mà giờ cái thanh đẩy trang á, nó nổi màu trắng lên. Bình thường nó sẽ ẩn mờ xuống. Chưa tắt cánh rồi má ơi. Thôi để cánh về đi, nhìn cho nó đầy đủ cái skin. Mặc dù là nó rối, rất là dễ mất dấu chân luôn, nhưng mà được cái là nghe thấy tiếng đập cánh. Phạch phạch phạch. Trốn đâu? I'm here. Ủa? Thanh niên này được chỉnh sửa hitbox cũng khá là tuyệt vời nha mọi người. Hình như là ít đánh vào địa hình hơn. Mình tới nè. Bạn bay với mình không? Gán lên, gán lên. Chỉnh sửa hitbox và ít đánh vào địa hình. Trời ơi. Yeah. Joseph nè. Sorry, I am not Joseph. I am... cái gì? Gọi là gì? Tự nhiên quên tên. Hàn Lằn đó. Ồ, có cái vòng chủ tế ở đây à? Chơi nhân vật này cũng bắt buộc các bạn phải đào cam nhiều nha. Đào cam từ trên trời xuống dưới đất để dặm nhảy cho nó chuẩn. Đâu rồi? Vẫn cứu kịp. Tốc biến thịt luôn. No, sao lại stun? Tới này bạn ơi. Chết. Double kill. Ôi thôi rồi. Ôi giời ơi. Trời ơi sao may thế? Chưa có vòng xanh chắc mình xỉu luôn á. Ôi trời đất ơi, hên. Bà này đúng là chết trước cửa thiên đường luôn. Trời ơi. Nói nó cay gì đâu á. Sơ sẩy một cái là đã thấy lù 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 sau lưng là muốn chui qua vòng xanh rồi. Ai ra cứu chị đồ chơi không ạ? À đây. Qua luôn bạn ơi. Yes. Yes. Cứ vẫn kịp. Trời ơi, cú luôn má ơi. Này, cho bạn một hit nè. Bớt chạy lại. Ôi, chui ra vòng sao. Thật là thú vị quá đi. Yeah. Ôi, không hiểu luôn. Tự nhiên chui ra khỏi cái vòng để làm gì vậy trời. Đã vô trong nhà rồi. Lát lát. Các bạn có một cái tip khá là hay để chui vào nhà lớn, đó chính là các bạn đứng ở phía bên ga 2 á, các bạn nhảy vô được trong nhà lớn luôn. Hôm nọ mình được một bạn cho test nhìn thấy và kiểu cũng rất là kinh ngạc, rất là bàng hoàng luôn. Kiểu đang đứng ở ngay máy không ngờ sao thấy đang lù 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 trên trời rớt xuống rồi. Rất là đáng sợ. Chủ tế mới thấy đây đâu rồi trời. Nãy thấy bị chém xong chạy về hướng này. Rồi mệt nha. Mọi người thấy cánh sao ạ? Xịn không mọi người? Nhân vật này thấy là cũng chỉnh sửa hitbox cũng khá là tuyệt vời rồi đấy. Ít đánh vào địa hình.
Nhưng mà đã cố ý đánh vào địa hình là nó cũng sẽ đánh vào địa hình. Trời ơi má, nó xa má ơi. Ai đây? Ồ oh. Mình nghe đồn đâu là tiên tri vừa bút cuốn cú cho người bán đồ chơi xong. Và mình có nằm mơ một giấc mơ và giấc mơ đó đã thành hiện thực. No, I'm not Joseph. Ờ, nói tới chơi skin Joseph DM lại mà cũng chưa chơi. Tại vì mình đang mượn nick của bạn Amelia. Thì cũng xịn sò, rất là nhiều tài khoản. Hay nhở, đây, tốc biến giết tiên tri luôn. Wow. Ông này nhìn ốm ghê. Wow. Những con ruồi qua đây. Núp bên đó, đi qua đây cứu tiên tri đi, nhanh lên. Joseph nè. Joseph phiên bản nhảy. Qua đây, đứng bên đó vậy. Qua. Như mình mà chạy sang đấy là chủ tế sẽ chạy cái vòng sang đây liền. Phải đứng cam. Ồ oh, mấy anh chị hiêu nhau sao? Nó chui một nùi ở đây đây á. Ô đã hiêu chủ tế rồi kìa. Chết. Chủ tế vẫn còn đây đúng không? Nhưng mà từ từ. Cái cánh nó to quá, nhìn đúng khó chịu luôn á. Cứ chóng mặt kiểu gì ấy. Ủa đâu? Hình như là phía bên kia. Ok. Qua lại. Đây, đầu chân đây rồi. Núp. Xong. Joseph phiên bản có cánh và biết nhảy đây. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Một clip nói về một cái sự chỉnh sửa hitbox của nhân vật Thanh Lan. Tiện thể nay rảnh đăng cho các bạn xem vào buổi tối cho nó mát trời, cho nó vui vui. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye mọi người.